Cửa hàng test mẫu ông ly Pioneer 8800. Con này chạy 4 sò sắt. Gửi cho anh khách ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Đây là một con ông ly cũng khá khỏe. Được thiết kế chỉnh hai núm vận chỉnh bát, hai núm chỉnh chép. Tông nhạc thì anh em để mức on. Cái này đánh loa A, B, A cộng B. Normer để giữa. Loudness là tăng giải bát và giải chép. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường AUX. Còn cái này anh em phải để giữa nhá. Để giữa. Muting là tiếng nhỏ. Mùi thì thành, bao giờ em cũng vẫn bên. Con này khá nặng, bề ngang thì 42, nhưng bên trong nó cũng khá gấu, chạy 4 sò sắt, nguồn to, khung nặng. Chức năng Pause Pre, đang cắm tín hiệu vào AUX. Con này có số seri là 3550, số 3 nữa, 100V, đánh AB cộng B, trở kháng từ 416. Mặt sau còn đẹp lắm. Bãi zin xịn sò luôn. Con này nó đánh những đôi loa bát 30 này không thành vấn đề. Thì nó là con âm ly khỏe. Có sang dòng đời. Mặt phay nhôm đẹp sáng, góc cạnh là không bị móp, xước sát tí ti là phải có. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.